Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cho ngay 200 triệu để cứu cả gia đình. Thủy Tiên nêu lý do. Một phép màu đã xảy ra trong vụ sạt lở ở Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam. 33 người vẫn còn sống trong đống đất đá vùi lấp dù bị thương. Thượng tá Trần Cao Thái, chỉ huy ban quân sự huyện Bắc Trà My cho hay tổng số người mất tích tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My là hơn 50 người. Cơ quan chức năng đã tìm thấy 33 người còn sống, 13 người mất tích, trong đó có bí thư xã. Cơ quan chức năng cũng mới tìm thấy 8 thi thể, theo báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin. Đây là hình ảnh một phụ nữ và đứa con còn sống khi đoàn cứu nạn của quân đội tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Leng. Trong 33 người còn sống, có 16 người bị đa thương tích. Tại điểm sạt lở ở Trà Vân, toàn bộ 8 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy thi thể. Trước đó, khoảng 14 giờ chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020, sau tiếng nổ lớn, một quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân đang sinh sống tại thôn 1, xã Trà Leng. Ban đầu, lực lượng chức năng cho biết khoảng 45 người bị mất tích. Vào cùng thời điểm trên, tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, cũng xảy ra vụ sạt lở, vùi lấp khoảng 8 người. Trong một diễn biến khác, cơ quan chức năng xác định thêm một vụ sạt lở mới ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam, làm 11 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường vụ lở đất này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều ngày 28 tháng 10, tại thôn 3, xã Phước Lộc xảy ra vụ sạt lở. Người dân băng rừng đi đến nơi xảy ra sự cố để cứu nạn. Đến lúc 9 giờ ngày 29 tháng 10, lực lượng tại chỗ, người dân tại thôn đã tìm được 3 thi thể. Hiện, cán bộ huyện và ngành chức năng dự kiến phải tới cuối giờ chiều mới có thể tiếp cận được hiện trường. Được biết, điểm sạt lở khiến 11 người bị nạn nằm cạnh một bãi khai thác vàng. Một phụ nữ Quảng Nam đã nói gì về thủy điện, điều đó cũng được chia sẻ hiện nay. Khi 4 thủy điện nhỏ tại Nam Trà My được biểu quyết để thông qua vào năm 2017, bà Lê Thị Thủy, nguyên trưởng ban dân tộc tỉnh Quảng Nam có bài phát biểu như sau. Chưa thấy tỉnh nào nhiều thủy điện như Quảng Nam. Diện tích rừng bị thu hẹp để làm thủy điện sẽ tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của người dân miền núi. Và việc phá rừng làm thủy điện giống như mảng da trên người sẽ mất dần. Hậu thế trăm năm sau nói chung là gọi là tội đồ. Và Quảng Nam hiện nay có 46 dự án thủy điện. Báo Thanh Niên và Môi Trường viết cách đây 2 năm rằng chưa biết các thủy điện có đóng góp được ngân sách như thế nào, nhưng trên thực tế thủy điện đang để lại những hệ lụy rất xấu. Đây là hình ảnh một thủy điện khô nước ở Quảng Nam. Mùa nắng thì khống chế nước gây ra khô hạn, mùa mưa lại ồ ạt xả nước khiến lũ chồng lũ, gây chết người, thiệt hại hoa màu, nhà cửa cho vùng hạ du rộng lớn của Quảng Nam. Gánh nặng thiên tai thường trực ám ảnh, nay người dân gánh thêm nhân tài. Tiếc thay, ý kiến của bà Lê Thị Thủy lại bị bỏ qua và còn rất ít cán bộ thẳng thắn như bà Thủy. Nhà báo Đoàn Hồng Lê kể lại chuyện chính quyền cho phép công ty khai thác Titan phá rừng gần 100 tuổi. Dân biểu tình, chính quyền cho rằng dân bị phản động lôi kéo nên bắt nhốt gần chục người. Dân nói, rừng dương che chắn cho làng gần trăm năm nay nên chúng tôi bức bối quá mới biểu tình chứ chẳng phản thẳng phản động nào xúi dục cả. Ở đây không biết ai mới là phản động. Vào năm 2003, tôi đi qua lại 2 xã ven biển ở Phổ Khánh và Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Dọc theo hàng chục cây số bờ biển là 200 hecta rừng dương liễu xanh tốt như một lá chắn cho những làng xóm nhà cấp 4 lô xô bên trong. Một người cán bộ xã đã ngắm rừng dương với ánh mắt tự hào và nói rằng 200 hecta rừng phòng hộ đó là chính tay người dân trong xã trồng để chắn gió bão mới chỉ 2 năm trước đây. 4 năm sau cũng đi lại khu vực đó, rừng dương liễu đã biến mất. Thay vào đó là ngổn ngang hồ nuôi tôm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quy hoạch vùng ven biển này thành diện tích nuôi trồng thủy sản. Hàng trăm hecta rừng bị chặt phá có sự tiếp tay của lãnh đạo các xã để chia đất cho các chủ hồ tôm. Dân hai xã rất bức xúc, ý kiến cử tri rơi vào im lặng, không ai bị xử lý cả. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2020, khi bão số 9 ập vào thì Đức Phổ là một trong những địa phương thiệt hại nặng do bão. Và bức ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng là căn biệt thự của ông Lê Viết Chữ, bí thư tỉnh Quảng Ngãi mới mất chức hồi tháng 7 năm 2020 vì 12 công văn hỏa tốc. Trong vòng 45 ngày, lấy 4.000 hecta đất, phần lớn là đất canh tác của nông dân, trong đó có 55 hecta đất rừng phòng hộ ven biển
Bình Châu đem dâng dự án FLC xây biệt thự Sun Gold Resort. Đây là hình ảnh một dinh thự có giá trị hàng triệu đô la của bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ xây để đó nhưng chưa ở. Bão về, Bình Châu hôm qua cũng là xã thiệt hại nặng nề nhất. Nhìn cảnh người dân Quảng Ngãi viết tên mình lên tấm tôn trước bão cho khỏi lạc, rồi trở về ngôi nhà sơ xác tan hoang sau bão. Không biết những quan chức như ông Chữ ngồi trong cái biệt thự ấm êm kia nghĩ những gì. Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ ven biển miền Trung đã bị chặt phá để phát triển resort. Các dự án vẫn tiếp tục được phê duyệt, tặng cho các tỷ phú đỏ những mặt tiền biển, lẽ ra theo luật là 100 mét rừng phòng hộ từ mép nước trở vào. 51.000 căn nhà bị tốc mái và 53 người bị vùi trong đất lở ngày hôm qua rồi có ý nghĩa gì nữa hay không, hay chỉ là những cái cơn bão trên mạng Facebook? Nhà báo Đoàn Hồng Lê đã đặt câu hỏi một cách chua xót như vậy. Câu chuyện làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi hai vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên ôm cả vali tiền mặt đi trao tận tay cho bà con vùng lũ miền Trung. Bất chấp siêu bão sắp đổ bộ, Thủy Tiên, Công Vinh đã bay ra miền Trung. Hiện team của Thủy Tiên đang phát tiền cho bà con ở vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nhà báo Nguyễn Tấn Tường đã mô tả cách tiếp cận dân và chi tiền cái rẹt bằng một phóng sự siêu ngắn như sau. Coi Thủy Tiên đi cứu trợ, phong thái chị hai rất thú vị. Vô nhà coi coi xong là nói, tụi em sẽ xây cho chị cái nhà mới. Dứt lời, tay vừa đếm, mắt đưa 5 triệu, chị cầm lấy đi chợ trong những ngày tới nhé. Vậy là xong. Ghé nhà cô học trò nghèo và nói, con cứ đi học, đóng tiền sao nhắn tài khoản trường cho cô. Mỗi năm cô chuyển khoản cho trường, ha. Xong, liếc cái mái nhà thủng hỏi, giờ lợp lại mái nhà này 10 triệu có đủ không? Miệng nói tay đếm, ngắt đưa 10 triệu. Vậy là xong. Chị hai Nam Bộ chơi sảng khoái thiệt. Giờ chị hai ra Hà Tĩnh, ra ngân hàng rút tiền ôm cả vali, đi giữa trời mây trắng bay, thoải mái luôn. Đây là hình ảnh vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên bên cạnh núi tiền vừa lấy ở ngân hàng để đi phát cho người dân huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Chị hai bày tiền giòn giang ra như vậy, cán bộ ban ngành đoàn thể trông thấy lại stress nữa. Thấy khổ, thấy đúng là làm. Xuống tiền cái ruột khỏi cần hỏi hậu khẩu. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã nhận định như vậy. Một chuyện đặc biệt gây khiến dư luận bàn tán là việc phóng tay tặng ngay 200 triệu cho một nông dân. Người đàn ông này ở Hà Tĩnh đã bị lũ cuốn trôi nhà cửa, cá nuôi, trong khi ông vay ngân hàng 200 triệu và không còn khả năng trả nợ. Sau khi xác minh thông tin, Thủy Tiên đã quyết định ủng hộ ông 200 triệu để ông trả nợ. Nhận món quà vô giá đó, ông bật khóc và xúc động. Tuy nhiên, cũng vì số tiền cho đi quá lớn, khiến nhiều người bình luận tỏ ý chê trách và cho rằng như vậy sẽ thiếu công bằng với những hộ dân khác. Một tài khoản thì bình luận như sau, liệu Thủy Tiên có mạnh tay quá hay không? Theo mình nghĩ, cô ấy không nên cho nhiều như vậy. Những trường hợp đặc biệt nên để xác minh lại kỹ, tránh chuyện lợi dụng lòng tốt, vì ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, mất cả tỷ ấy chứ. Theo tôi, em không nên cho như vậy, còn phải cho nhiều nơi có hoàn cảnh khó hơn, một khán giả ý kiến tiếp. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên đăng tải các bài viết chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, đồng thời giải thích lý do ra quyết định gửi của ông 200 triệu trả nợ. Cô cho biết, sau khi trao tiền cho người nông dân này, Công Vinh nói rằng cô gan vì chẳng ai dám quyết định số tiền 200 triệu chưa đầy một phút đâu. Thậm chí, nam cầu thủ chỉ nghĩ rằng bà xã sẽ hỗ trợ 20-50 triệu bởi nếu là mình, Công Vinh cũng gặp áp lực, không thể đưa ra quyết định ngay như vậy. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020, hơn 1.200 hộ dân tập trung tại Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy chờ Thủy Tiên, Công Vinh phát tiền cho mỗi hộ là 3 triệu đồng. Nói về vấn đề này, Thủy Tiên chia sẻ, mình nghĩ là khi có người ta đã vào đường cùng thì một là cứu, hai là không. Một quyết định có thể thay đổi cuộc đời con người ta, mà ông phải như thế nào thì cả làng cả xóm ai cũng nói vào cho ông. Lúc ông cầm 200 triệu, cả xóm ai cũng mừng cho ông cả. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ thông tin ông cụ vừa ra ngân hàng trả nợ, kèm theo đó cô bày tỏ quan điểm cá nhân như sau. Thử nghĩ quanh năm làm lụng vất vả, giờ mất hết không còn gì, đường cùng, ăn không có mà nhà cũng bị mất luôn thì cả nhà 6 người dựa vào ông sẽ sống ra sao? Thôi thì giúp ông từ số âm quay về số 0, bắt đầu lại từ đầu ông nhé. Mừng cho ông bao đêm mất ngủ, khóc sưng húp mắt vì tủi thân, nay chắc có một đêm ngủ ngon giấc. Đời người chẳng gì bằng một đêm ngủ ngon giấc ông nhỉ. Mong mọi người ai cũng bình yên. Bài chia sẻ của Thủy Tiên đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi xúc động, đồng thời bày tỏ ủng hộ trước những quyết định của cô.
Một khán giả cũng bình luận, ai cũng có lý lẽ riêng của mình, biết là đôi lúc có những lời nói đó làm tổn thương mình, nhưng cứ làm theo trái tim mách bảo nhé chị, cho đi sẽ là điều hạnh phúc. Người xem khác thì nhắn nhủ như sau, từ thiện thì sẽ luôn nhận được trái chiều, nhưng tôi tin Thủy Tiên sẽ luôn là đường một chiều, hãy làm những gì trái tim mách bảo nhé. Thầm cầu mong bạn sẽ khỏe mạnh, an tâm và giúp được người nhiều hơn nữa. Một khán giả khác thì bày tỏ, em tin rằng những mạnh thường quân sẽ cảm thấy ấm lòng khi tiền được trao đến những người cần, mọi người vẫn luôn ủng hộ chị. Về chuyện uy tín làm công tác từ thiện cứu trợ dân bị lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên cùng nguồn tiền ủy thác cho cô trao tặng rất cao, Đài Á Châu Tự Do đã thực hiện một cuộc khảo sát trong vòng 3 ngày. Đây là hình ảnh bảng tổng kết kết quả khảo sát của Đài Á Châu Tự Do cho câu hỏi bạn muốn đóng góp tiền cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt cho ai hay cho tổ chức nào. Kết quả cho thấy chỉ có 1,3% số người được hỏi muốn chuyển tiền cứu trợ cho Mặt trận Tổ quốc. Và điều rất ngạc nhiên đó là có gần 92% số người muốn chuyển tiền cho ca sĩ Thủy Tiên để làm từ thiện. Cụ thể, khảo sát của Đài Á Châu Tự Do trên fanpage diễn ra trong 3 ngày, có 775.031 người tiếp cận với bài đăng, trong đó có tổng cộng 25.761 người đã tham gia khảo sát bằng cách nhấn vào các biểu tượng cảm xúc. Có 23.261 người được hỏi đồng ý sẽ chuyển tiền cứu trợ cho người dân miền Trung qua ca sĩ Thủy Tiên. 560 người được chọn YouTuber Khương Dừa với tỷ lệ 2,2%. Đáng chú ý là Hội Chữ Thập Đỏ và Mặt trận Tổ quốc và Đài VTV chỉ nhận được lần lượt con số hết sức nhỏ nhoi, đó là 3,7%, 1,3% và 0,3%. Một số bạn đọc đã bình luận cho biết sẽ chuyển tiền cứu trợ cho người mà họ tin tưởng, như các tổ chức tôn giáo ở địa phương để thay mặt họ cứu trợ cho người dân. Cho đến nay, ca sĩ Thủy Tiên đã nhận được khoảng 150 tỷ đồng Việt Nam để cứu trợ cho người dân. Trong khi đó, lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lại khuyên cô nên chia sẻ số tiền này cho Hội Chữ Thập Đỏ hay bản thân mặt trận để dư luận khỏi hoài nghi. Facebook Đỗ Vũ thì cho rằng cô ấy đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc giữa nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà thường khó nhận ra. Còn Bùi Phi Hùng thì đáp lại, thì đấy, bài học ăn bớt, ăn chặn, ăn bẩn xưa nay của hàng hàng lớp lớp cán bộ ở mọi vùng miền, vị trí vẫn nhan nhản ra đấy. Nào là trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật ngay tại Hà Nội, nhà tình thương, trung tâm giáo dục, xã, huyện, tỉnh, ăn chẳng chừa thứ gì, bất kể tình huống, hoàn cảnh nào. Còn Facebook Hoàng Tám Bùi thì nói rằng, ca sĩ Thủy Tiên có công lớn với dân vùng lũ vì đã huy động được hơn 150 tỷ đồng Việt Nam để hỗ trợ bà con. Thế nhưng Thủy Tiên còn có công lớn hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giúp họ nhận ra vị thế của mình trong lòng dân như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020 với bản tin cho ngay 200 triệu cứu cả gia đình, Thủy Tiên nêu lý do. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.